Mấy ngày vừa qua, dư luận xôn xao vụ việc hai hiệp sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị đâm chết trong khi tham gia một vụ vây bắt nhóm trộm xe máy. Nhóm hiệp sĩ này gồm có 5 người là thành viên của đội hiệp sĩ quận Tân Bình, thực hiện vụ bắt cướp trên đường Cách mạng tháng 8 thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài hai hiệp sĩ thiệt mạng, 3 người còn lại bị đâm đến trọng thương, phải vào viện cấp cứu. Sau khi vụ việc được báo chí đưa tin, phần đông dư luận bày tỏ sự đau xót và biết ơn tới các hiệp sĩ vì nghĩa quên thân. Nhưng cũng không ít người bức xúc khi lực lượng an ninh không làm tròn nhiệm vụ để dân thường phải can thiệp. Blogger Huỳnh Công Thuận, một người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh, cho Đài Á Châu Tự Do biết cách làm việc của lực lượng an ninh quanh nơi ông sống. Tôi đã từng bị rồi, tôi biết không có kịp thời và cũng không có làm gì đâu. Nó chỉ đợi cái sự việc xảy ra rồi họ mới tới, việc hết rồi mà họ mới tới. Chuyện nhỏ nhỏ đó thì họ cho lướt qua luôn, họ bỏ luôn. Cái vụ này bị lớn quá rồi đổ qua đổ lại, chứ thật sự công an nó gặp mấy cái cướp là nó né. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 15 tháng 5, trong một buổi họp báo liên quan đến chuyện hiệp sĩ, đã thừa nhận là hiện tại mới chỉ trấn áp tội phạm chứ chưa có giải pháp chấm dứt phát sinh tội phạm tại thành phố này. Ông Minh cũng nói rằng vấn đề an ninh trật tự còn nhiều vấn đề phải giải quyết, việc trấn áp chỉ giải quyết được phần ngọn. Trên báo Pháp Luật vào hôm 25 tháng 3 năm 2016 cho đăng tải một bài viết ghi nhận ý kiến của người dân về cách làm việc của đội ngũ công an khi dân gặp nạn. Bài đăng có tựa đề "Bị cướp giật nhưng ngán báo công an, tại sao?" Trong bài, nhiều người dân nói rằng cách giải quyết của cơ quan chức năng trong các vụ cướp giật không rốt ráo và nhiều thủ tục rườm rà khiến họ ngán ngẩm. Trong khi đó, các nhóm hiệp sĩ đường phố lại có vẻ được lòng dân hơn. Nhóm hiệp sĩ của anh Hải ở Bình Dương đã hoạt động hơn 20 năm nay và không đếm xuể các vụ cướp giật nhóm anh đã giúp triệt phá. Anh Hải cho biết là nhóm hiệp sĩ của anh được sự tín nhiệm của dân, thậm chí hơn cả lực lượng chức năng, nhờ sự nhanh nhạy kịp thời xử lý tình huống của nhóm. Người dân điện thoại bị cướp ở đoạn đường nào đó thì anh em nghe tả hình dáng với xe đi đặc điểm xe bản số mấy này kia thì anh em biết anh em chốt chặn các ngã đường, anh em ra liền các chốt chặn các ngã đường là anh em thấy xe đó thì anh em truy đuổi bắt khống chế bắt. Nói chung là vậy, anh em là nhanh được như vậy. Người dân chỉ cần một cú điện thoại. Nói chung là anh em hiệp sĩ tôi là lúc nào cũng nhanh lẹ mà làm gọn. Cũng tương tự như nhóm của anh Hải, nhóm hiệp sĩ Tân Bình có 2 thành viên thiệt mạng vừa qua cũng từng tham gia hơn 500 lần bắt cướp trong hơn 20 năm qua. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội Luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết về tình hình an ninh trật tự tại thành phố này. Thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố lớn và cái số dân cư các tỉnh ở đây rất là đông. Do đó thì tôi cho rằng là với một cái số dân rất là lớn ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, cần phải có rất đông các lực lượng công an thì mới giữ gìn được. Do đó thì cái một trong những vấn đề đó là cái người dân đó, người ta thấy những cái chuyện bất có tức là những cái kẻ cướp hoặc là những cái tên mà thấy những cái bức xúc ở ngoài đường đó thì chúng ta thấy rằng nó đã hình thành nên một những cái số người ta tự nguyện để người ta chấn áp những cái bọn tội phạm này. Đặc biệt đó là những cái tên cướp này thường thường là họ sử dụng những ma túy đá để khi mà làm, cho nên đó là họ bất chấp đó là họ không có tỉnh táo và họ bất chấp cho họ cướp của giết người như vậy đó. Ngay khi xảy ra vụ việc thương tâm với nhóm hiệp sĩ Tân Bình, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong đã tới thăm các nạn nhân nằm viện và hứa sẽ làm việc với công an thành phố để tìm biện pháp bảo vệ các hiệp sĩ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng có hành vi tương tự, đồng thời nói thêm là nên rà soát lại số hiệp sĩ tại thành phố Sài Gòn và trang bị áo giáp cho họ. Hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa có điều khoản nào cho phép được trang bị và đào tạo nghiệp vụ cho các hiệp sĩ đường phố. Tức là trong quá trình bắt cướp, họ không được phép sử dụng các thiết bị, dụng cụ chuyên nghiệp. Nếu vô tình làm chết người, họ vẫn phải chịu án tù như thường. Đây cũng chính là điều mà luật sư Nguyễn Văn Hậu trăn trở. Ông cho rằng,
nhà nước phải có các biện pháp, chính sách cụ thể để bảo vệ các hiệp sĩ. Phải có một cái thiết chế pháp lý. Bởi vì việc làm của các hiệp sĩ đó là một cái việc làm trương nghĩa và hầu hết là vì động cơ không vụ lợi. Và trong khi xã hội người ta rất phàn nàn về sự thờ ơ với những cái tiêu cực hiển hiện trên khắp cái đường phố, thì thông tin hiệp sĩ đó nó bắt ướp giật á, nó khiến người ta có một cái niềm tin lạc quan về cái tinh thần xã hội ở cư dân ở các đô thị lớn. Họ là những người dân thường, họ phải chịu sự điều chỉnh bởi của pháp luật như bất kỳ một công dân nào khác. Nếu mà có cái sự cố không mong muốn đối với kẻ cướp á, thì anh ta có thể là đi tù về tội vô ý làm chết người, chứ không phải là tội làm chết người trong thi hành công vụ hay là miễn tội. Từ đó, luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng nhà nước phải có các quy định pháp lý, ví dụ phải đào tạo cho các hiệp sĩ và có các cơ chế chính sách, ví dụ phải được hưởng chế độ liệt sĩ nếu hy sinh và phải trang bị cho họ các công cụ hỗ trợ tác nghiệp như áo giáp hay roi điện chẳng hạn. Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người Có Công thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho rằng hai hiệp sĩ tử vong trong lúc bắt trộm đủ điều kiện được công nhận là liệt sĩ theo pháp luật của Việt Nam. Blogger Huỳnh Công Thuận lại không ủng hộ chuyện dân thường làm hiệp sĩ đi bắt cướp. Lý do ông đưa ra: cái chuyện đó là trái pháp luật. Cái việc bắt cướp là có những người có chuyên trách về dân đó, người ta có học, có ngành nghề, người ta được huấn luyện để bắt cướp. Chứ đâu phải tay không rồi cứ đứng ra làm anh hùng như kiểu Lục Chân Tiên, đâu có được. Anh bắt cướp bây giờ, cái người bắt cướp đó lỡ tay làm chết cho người cướp đi, ở tù như thường bắt một người trộm mà trói rồi đó, mà giao công an còn bị ra tòa rồi ở tù mà. Thì nên cái công an người ta muốn đưa những người ra làm bia chết thế cho công an thôi. Cũng như những người mà ngoài ngư dân ở ngoài đi ngoài biển vậy đó. Họ giao cho cái cờ để ra ngoài kia để mà làm cái biên giới ngoài biển. Thật sự là để chết thế cho bộ đội, chết thế cho công an. Vào sáng ngày 14 tháng 5, Phó Thủ tướng ông Trương Hòa Bình đã gửi công điện tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an, yêu cầu khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm vụ việc trộm xe giết người ở quận 3. Đồng thời, ông Trương Hòa Bình cũng biểu dương nhóm hiệp sĩ đã sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh trật tự. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Tại sao lại là hiệp sĩ, công an để làm gì? Bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Vinh được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Thông tin về một nhóm người được mệnh danh là hiệp sĩ đi bắt cướp, bị cướp tấn công lại khiến cho hai người bị đâm chết và ba người bị thương phải vào bệnh viện vào đêm ngày 13 tháng 5 năm 2018, đã đặt lại một vấn đề mà bấy lâu nay đã có nhiều tiếng nói phản ứng, nhưng nhà nước đã bỏ ngoài tai, đó là hiệp sĩ. Câu chuyện đã được đặt ra từ lâu khi một số người dân hăng hái đi săn bắt trộm cướp trên đường, sau đó được khen thưởng tặng bằng khen. Thậm chí có những nơi, nhà nước còn ra văn bản thành lập câu lạc bộ phòng chống tội phạm, với những quy chế cho họ thay công an, làm việc của ngành công an, tặng bằng khen cho những người tự tổ chức đi bắt cướp. Điều này đã đặt ra cho dư luận xã hội những vấn đề về tính pháp lý, hiệu quả và hậu quả của việc đó ra sao. Trước hết cần nói rằng, việc người dân tham gia hỗ trợ việc bảo đảm an ninh là việc đáng khuyến khích. Ngày xưa ông cha ta vẫn dạy, giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha để khuyến khích tính tự giác của cộng đồng, của người dân với những điều xấu, điều ác gây cho cộng đồng, cho xã hội. Thế nhưng ngày nay vấn đề đã khác. Trong xã hội Việt Nam ngày nay, người dân càng trở nên vô cảm, thờ ơ trước đau khổ của đồng loại. Người ta sẵn sàng giữ chặt cái túi của mình, im lặng tránh xa tên móc túi trên ô tô. Bởi nếu có nói ra, họ sẽ bị trộm cắp trả thù và nhận lại được cái câu là dại quá. Bởi nói ra chẳng được gì cả, lại phải chịu hậu quả là bị báo thù và khi đó chẳng ai dám lên tiếng bênh vực. Người dân sẵn sàng để người bị tai nạn giao thông hoặc một người chẳng may bị trúng gió, bị ốm ngất xỉu bên vệ đường mà không cứu giúp. Bởi đơn giản một điều là nếu họ cứu giúp, đưa người đó vào bệnh viện thì cũng rất có thể không phải đầu cũng phải tai. Chẳng hạn đưa nạn nhân vào bệnh viện, trước hết là họ phải trả tiền taxi và vào bệnh viện thì phải nộp ngay mấy triệu đồng thì bác sĩ mới làm thủ tục nhập viện. Và rồi nếu chẳng may người đó có chết thì biết đâu người có tinh thần nghĩa hiệp kia sẽ lại phải rắc rối ngay với chính gia đình nạn nhân và cơ quan luật pháp. Vì người ta không thể tin được ngày nay lại có người tốt đến mức bỏ công bỏ việc bỏ tiền để cứu giúp nạn nhân không quen biết dọc đường.
Thế nên, nạn nhân cứ nằm im chịu chết trước việc mọi người đi qua, hoặc dừng lại chụp ảnh, quay video đưa lên mạng, và chỉ có thế mà thôi. Người ta có thể đứng im, nhìn nhà hàng xóm cháy để quay phim bình luận đúng theo nghĩa đen và nghĩa bóng của cha ông đã để lại, phê phán cái thói cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy. Vì sao vậy? Tại sao truyền thống của cha ông ta từ ngàn xưa đến nay đã dạy tinh thần nghĩa hiệp, không chấp nhận cái xấu cái ác? Thế mà nay người dân Việt Nam lại sẵn sàng bỏ qua những tội ác hiển hiện ngay trước mắt mình. Điều này chỉ có thể giải thích rất nhanh chóng và rõ ràng là bởi thể chế xã hội cộng sản ngày nay đã làm tha hóa và suy đồi đạo đức đến mức tận cùng. Khi mà cả xã hội đua nhau kiếm tiền bằng mọi giá, bằng mọi cách, đầu độc nhau bằng đủ loại thực phẩm bẩn, cơ quan nhà nước tiếp tay cho việc buôn bán các loại thuốc chữa bệnh giả, nhà nước tìm mọi cách để thu thuế, còn sinh mạng người dân thì không cần quan tâm. Mạng người không đáng để kể đến, thì việc chết thêm 7 người nữa cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Hiệp sĩ, tại sao lại là hiệp sĩ? Khi nạn trộm cướp diễn ra hết sức trắng trợn ở mọi nơi mọi lúc, nhất là những vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn các tỉnh phía Nam gay gắt trước sự bất lực của nhà nước, một số người dân đã buộc phải ra tay để tự bảo vệ mình. Thậm chí, có một số người đã phải ra tay nghĩa hiệp cứu giúp những nạn nhân trên đường phố bị cướp giật. Trần Văn Hoàng, một hiệp sĩ ở quận Tân Bình, 20 năm qua anh đã tham gia bắt được 500 tên trộm cướp. Thế là như vớ được vàng, nhiều nơi đã tìm mọi cách tận dụng những người này để lập ra cái gọi là câu lạc bộ phòng chống tội phạm với những quy định riêng cho họ. Điều mà lẽ ra ai cũng phải hỏi khi biết đến việc đó là, vậy thì sinh ra công an đủ loại, đầy nhung nhúc mỗi khi trấn áp dân khiếu kiện việc cướp đất, biểu thị lòng yêu nước, canh giữ người dân yêu dân chủ, tự do, thậm chí là công an đứng đầy đường, lo chấn lột, ăn mãi lộ mà thôi sao? Vậy nhà nước mua đủ loại súng ống, quả nổ, đạn hơi cay, xe chống bạo động, chó nghiệp vụ chỉ để cướp đất của dân, nhà tù hàng loạt đầy rẫy chỉ để nhốt người yêu nước hay sao? Vậy thì có nên giải tán cái bộ công an hiện tại để lập nên bộ hiệp sĩ thay thế hay không? Những người gọi là hiệp sĩ kia, họ là ai? Họ chỉ là những người dân bình thường, trong tay cũng không tấc sắt, không được trang bị thiết bị vũ khí, không được huấn luyện đầy đủ để đối mặt với những tên cướp, những toán cướp nguy hiểm thì làm sao có thể an toàn được cho họ? Vậy những lực lượng cảnh sát hàng đàn hàng lũ, đủ mọi lực lượng được huấn luyện chuyên nghiệp bao năm, với biết bao nhiêu tiền của dân và đủ loại lương thưởng thiết bị sinh ra để làm gì? Hay chỉ cần họ lập thành tích thay công an là đủ, còn tính mạng của ngay những hiệp sĩ này cũng chẳng có gì đáng để lưu tâm. Mặt khác, những người dân thường thậm chí ít khi có đủ can đảm để đối đầu với bọn cướp. Thường thì chỉ những người, những đối tượng đã dày dặn, nhãn mặt trộm cướp hoặc có liên quan tới trộm cướp mới đủ liều để đương đầu với chúng, vậy cũng sẽ trở thành hiệp sĩ hay sao? Và khi chẳng ai được học hành, có đầy đủ nhận thức pháp luật lại được giao cho việc đi bắt người tự do, nếu các đối tượng nói trên hành xử theo cách giang hồ, trả thù cá nhân, bắt bớ người vô tội vạ thì vẫn cứ bình thường hay sao? Nếu như những phần tử bất hảo lại xung phong là hiệp sĩ bắt cướp, lợi dụng các ưu ái kia để đi cướp của dân thì sao? Vậy thì cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là có thể cho phép những người dân bình thường mang danh hiệp sĩ có quyền vượt mọi quy định của pháp luật hay sao? Cần phải hiểu điều này. Việc đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân đã bỏ tiền thuế của mình ra để có một lực lượng chuyên nghiệp. Nếu lực lượng đó không làm tròn trách nhiệm mà họ vẫn rêu rao là thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, thì chính lực lượng đó phải chịu trách nhiệm. Thực tế thì công an ngày càng đông, ngân sách nuôi cả đám đàn lũ công an đã quá sức nặng của người dân, nợ nước ngoài tăng vùn vụt cũng vì nuôi cái đám này. Thế nhưng, việc tranh công, cướp công của dân cứ đều xảy ra, còn trộm cướp thì cứ hoành hành như chỗ không người. Nhưng khi nếu có vụ công an bắt được tên trộm cướp nào, thì hết khen thưởng lại báo công, cứ như kiểu họ đang đi làm cái việc thuộc nhiệm vụ của người khác vậy. Còn trộm cướp và tội phạm không liên quan gì đến họ. Và hôm nay, khi những hiệp sĩ bị toán cướp đâm chết và bị thương nặng, người dân đến kêu công an cạnh đó hỗ trợ các hiệp sĩ thì lập tức nhận được lời từ chối ráo hoảnh rằng ở phường khác, một cách hết sức vô cảm, thờ ơ và mất tính người. Rồi chính tên công an suýt bị trộm mất chiếc xe máy mà các hiệp sĩ đã liều mình chấp nhận chịu chết để bảo vệ cái xe cho hắn. Nhưng hắn không mảy may động lòng hay thương tâm đến các hiệp sĩ đã chết kia và những người còn nằm trong bệnh viện kia. Hắn coi chuyện các hiệp sĩ phải bảo vệ xe cho hắn và chết thay cho hắn là chuyện đương nhiên. Thậm chí, hắn còn kêu bạn bè đi liên hoan để giải đen.
chính là điển hình của một thái độ không chỉ vô ơn, mà là sự vô cảm, vô nhân tính. Và những hiện tượng đó chính là những hành động mà các chiến sĩ ngành công an đã làm để giết chết nốt chút tinh thần trượng nghĩa còn lại trong dân chúng. Bởi họ sẽ rút ra bài học là tại sao mình lại đi làm cái việc của những thằng công an để chịu thiệt thân trong khi chúng lại thờ ơ với ngay chính tính mạng của mình. Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại phải là hiệp sĩ? Vậy thì việc nuôi công an để làm gì?